Đèn LED RGB nó đã trở thành một thứ không thể thiếu ở trong các bộ PC, từ main, RAM, SSD, VGA, thậm chí cả nguồn cũng có RGB luôn. Thế nhưng đèn LED RGB ấy, nó quá sập sình, nó quá màu mè, và một số bộ phận ấy có thể người ta thích. Thế nhưng có những người ta chỉ thích những thứ nó đơn giản, nó tinh tế hơn. Thì GA3 đã có sản phẩm đầu tiên như vậy, một sản phẩm mang tông màu trắng như ngọc trinh vậy. Khi mà kết hợp tất cả các sản phẩm linh kiện nó tối ưu, nó giống nhau vào thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm nó giống như mình đang có ở đây, một cái bộ PC trắng tinh khiết hơn. Nó sẽ khiến cho cái góc làm việc, học tập hay gaming các bạn nó trở nên tinh tế hơn. Thì nếu những bạn nào thích như vậy thì đây sẽ là sản phẩm dành cho những bạn như thế. Hãy cùng mình tìm hiểu xem sản phẩm này có điều gì đặc biệt. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU đi. Intel Core i9-10850K. Khi các bạn mua cái mẫu CPU này, các bạn sẽ tặng một cốt game. Mà đừng hiểu lầm nhá, bên trong đây sẽ không cốt game mà các bạn sẽ tặng cốt game ngoài thôi. Xét về mặt thông số, Intel Core i9-10850K nó xung chỉ sẽ thấp hơn một chút khi so với Intel Core i9-10900K. Thế nhưng cái mức giá của nó lại hấp dẫn hơn khi mà con CPU này nó sẽ có mức giá khoảng 13 triệu. Thế nhưng cái điện năng tiêu thụ của nó cũng tương đối ấn tượng khi nó có thể ăn đến tận hơn 300W khi các bạn chưa ép xung luôn. Vì thế chúng ta phải cân nhắc một chút khi lựa chọn bên cho nó phù hợp. Và sản phẩm được mình tin dùng ở đây là Z490 Vision G của Gigabyte, một mẫu bo mạch chủ có thể chạy hoàn toàn tốt với Intel Core i9, và nó có một tông màu đẹp hoàn toàn luôn, đẹp trắng tinh khiết, đẹp như ngọc trinh. Cái điểm quan trọng khi mình chọn cái mẫu bo mạch chủ này đó chính là đẹp. Đúng rồi, đẹp là một cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa đó chính là hệ thống cấp điện cho CPU nó phải hoạt động một cách ổn định. Bởi vì các bạn tưởng tượng 300W điện nó không phải là một con số nhỏ khi xét trên cái một con CPU Intel Core i thông thường thôi. Thế nhưng ấy, cái mẫu bo mạch chủ này, hệ thống cấp điện nó bao gồm 12 phase điện, cùng với đó là hệ thống tản nhiệt cho VRM nó vô cùng ấn tượng. Ở bên trên chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một miếng nhôm thôi. Cái miếng nhôm này thì ok, trông nó khá đơn giản thôi. Cái miếng nhôm này nó chỉ là một cái phần vô cùng nhỏ thôi, bởi vì ở ngay bên cạnh nó vẫn còn miếng nhôm nữa được sơn đen. Thế nhưng cái miếng nhôm này nó to hơn, nó được trang trí, nó được bắn CNC, nó được chạm khắc, trông nó tinh tế hơn một chút, và nó sẽ được bao phủ bởi cái phần miếng tre của IO. Và dĩ nhiên cái phần chắn IO ấy nó cũng được đặt luôn vào rồi, bởi vì có những bạn ấy kiểu mua main về lắp hết các thứ rồi, lắp DJ gọn gàng đẹp đẽ rồi, thế nhưng quên mất một điều, đó chính là IO chưa lắp, cái chắn IO chưa lắp, và cái main đã được lắp sẵn rồi. Và một cái mình sẽ đề cập tới đó chính là một số công nghệ thực tế nó chưa hẳn hỗ trợ trên Intel Core i thế hệ 10, đó chính là PCIe 4.0. Ở ngay bên trên, ở ngay phục main này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe HDMI, trong đấy sẽ có một khe trở dành cho PCIe 4.0, và hai khe còn lại là PCIe 3.0 và hai khe 3.0 đã được lắp sẵn cái hệ thống tản nhiệt. Thế nên mặc dù các bạn có thể lắp tất cả các loại SSD, kể cả 512GB 1TB của Gigabyte, mà cái tốc độ nó cao ấy, cao tốc độ cao thì đồng nghĩa việc nó sẽ nóng, và nóng thì có tản nhiệt, và có tản nhiệt tản rồi thế nên nó sẽ không nóng nữa. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có 4 khe RAM này đương nhiên vẫn được bọc thép. Và một cái nữa đó chính là 4 khe RAM này hỗ trợ tổng cộng tối đa là 128GB. Thì với cái phiên bản này thì một khe RAM các bạn, tức là một cái slot ấy, các bạn có thể cắm được một thanh RAM 32GB, và 32 × 4 thì bằng 128. Đúng rồi. Và một điểm thú vị nữa đó chính là việc update BIOS. Như thông thường muốn update BIOS các bạn bắt buộc phải cắm CPU vào thì mới có thể update BIOS. Thế nhưng đối với thế hệ mới thì với tính năng Q-Flash, các bạn chỉ phải cắm nguồn vào, sau đấy thì copy BIOS này, xong để tên file là Gigabyte, xong cắm vào khe vào cái cổng USB, xong nhấn nút Q-Flash thì hệ thống sẽ tự động update BIOS và chúng ta không cần phải cắm CPU. Đây là một tính năng vô cùng thú vị, đó chính là những cái bạn về sau biết đâu thế hệ 11 của Intel nó vẫn sử dụng cái socket LGA 1200 sao, biết đâu bất ngờ đúng không? Và dĩ nhiên để trải nghiệm hiệu năng của con Intel Core i9-10850K này, mình đã lựa chọn những cái sản phẩm nó đủ sức để có thể là cân cái con CPU này, và con CPU này nó không tỏ ra quá thọt, đó chính là các loại RTX 2070 Super và 16GB RAM. Rồi thì bây giờ mình sẽ lưu ý một chút nhé. Con Intel Core i9-10850K nó có nóng, thế nhưng nó không phải là nóng ở trên bề mặt của cái phần heat sink của dành cho hệ thống tản nhiệt đâu. Các bạn có thể nhìn thấy khi mình test hiệu năng, khi mình sử dụng Prime 95 nặng nhất ấy, xung nhịp của CPU nó có thể đạt được 4.5 trên toàn bộ 10 nhân và CPU 100 độ. Nhưng 100 độ ấy, nó ở trên cái bề mặt của chip thôi, nó không phải là tại hệ thống tản nhiệt nó không tản kịp cho CPU, mà do CPU nó tỏa một cái điện năng nó quá nhanh đi. Và một cái nữa, Prime 95 nặng nhất ấy, 4.5GHz trên toàn bộ 10 nhân, đó là một cái thứ gì đó nó mơ ước trên một hệ thống tản nhiệt chỉ là một rack tản nhiệt 240mm mà thôi. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng, bắt đầu thôi.
Theo ý kiến cá nhân nhá, nếu như mình là một người có đủ tiền để mua sản phẩm này thì dĩ nhiên mình chắc chắn mình sẽ mua, bởi vì cái vẻ đẹp của nó đơn giản, nó tinh tế hơn. Thì mình đồng ý các bạn một điều rằng mức giá của nó không thực sự ấn tượng cho lắm. Thế nhưng nếu như bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn quan tâm thì có thể click vào, điều kiện bấm like, share, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.